Kính thưa hai giới các cụ cùng toàn thể nhân dân, hôm nay được sự nhất trí của nhà chùa và chính quyền địa phương, hôm nay là được về lành thắng tốt, dân làng là lên hôm nay là bỏ lắp đình và cắm Phật. Cái thay mặt cho đoàn dân hương của thôn nhà, tôi xin kính chúc nhà chùa mạnh khỏe, kính chúc cán bộ và nhân dân thôn nhà cùng quý khách gần xa mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Chúc cho buổi cắm Phật và các lắp đình hôm nay được thành công rực rỡ. Quảng đường tinh
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là mùa tập hôm nay làm chúng con ra dâng hương về tổ rừng của Phật, để con dâng sớ về tổ cha tổ mẹ, để chứng minh công đức cho các gia ta chủ thôn Vân Hạnh chúng con nhất tâm.